Xin chào cả nhà. Hôm nay mình lại quay về cái chủ đề rau dưa. Đây là những hàng rau gia vị Âu. Thực hơn nữa đó là những cây bạc hà. Đó, ngày trước thì các bạn cũng biết bên vườn là bán bạc hà rồi. Bạc hà thì có trước thì vườn bán là 4 loại, nhưng giờ đã về thêm 2 loại nữa. À 3 loại nữa, tổng là 7 loại. Đây là những chậu bạc hà đã được trồng trong những chậu chậu nhựa trắng nhé. Mình sẽ giới thiệu đặc điểm từng loại một để các bạn nhớ nhé. Đây là những bạc hà xà chanh. Đấy, lá nó mỏng thôi, sờ nó ráp ráp này. Đấy, thân nó có từng đốt này, cứng này. Đấy, có mùi chanh xả. Bạc hà thứ hai nhìn cũng rất giống là xả chanh, nhưng nó lại là bạc hà mèo các bạn ạ. Mèo rất là ưa thích cái mùi này. À, nó gần giống này. Đấy, nó mềm hơn, mịn hơn. Tiếp tục là bạc hà peppermint, cái này thì cũng khá là quen thuộc rồi. Đấy. Đây dòng mới này. À, dòng mới vừa lấy là bạc hà mèo cũng là dòng mới. Đây là bạc hà Nhật. Bạc hà Nhật các bạn nhé. Nhìn rất là giống cây húng. Giống lắm ấy, rất là nhiều bạn nhầm. Đó. Đây là bạc hà Pháp này. Đó. Cũng giống bạc hà Nhật nhưng mà lá nó to hơn. À, đây là bạc hà Âu này, lá lại tròn hơn. Đấy. Mỗi cái có một mùi vị khác nhau. À, cuối cùng là bạc hà sô cô la, rất là quen thuộc, rất là dễ trồng. Tất cả những cái dòng này đều rất là dễ trồng các bạn nhé. Đấy. Dễ trồng cũng dễ nhân giống nữa. Đấy, các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể qua gần tại ngách 68 trên 45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn quận Long Biên Hà Nội để chọn. Vườn cũng ship hàng nhá, vườn ship toàn quốc. Các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Sendor, Shopee, Lazada, Tiki để đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.